Chị Quyên vẫn đang mắc vào máy tính. Tử Thư đã đi ra ngoài. Cố Tư đi vào. Nè nè, anh đã xem tin tức chưa? Bây giờ là lời giải thích của tôi đã được đăng lên rồi đó. Chị Quyên chăm chú nhìn máy tính. Màn hình đang hiển thị mấy chuyện trên mạng kia. Anh đọc rất kỹ, đồng thời phân tích từ góc độ và quan điểm của kênh truyền thông. Sau đó anh mỉm cười. Truyền thông giỏi đào bới thật đấy. Chẳng mấy chốc đã moi ra chuyện bên Tam Á, quá siêu luôn. Trước kia anh không thích đám người này đào bới chuyện riêng của người khác, nhưng lần này anh lại có ý hóng drama. Nhiều người chứng kiến thế này. Có nhiều, không biết Dạng Phong còn có chiêu gì. Cố Tư thấy chị Quyên bơ mình bèn nhanh chân chạy tới. Cô nhỏ lên mặt bàn làm việc, nghiêng đầu nhìn máy tính của anh. À, anh thấy rồi ạ. À. Cô gục xuống, cổ áo trễ xuống để lộ cảnh đẹp trắng nõn nà. Chị Quyên giờ mắt chỉ nhìn máy tính chầm chầm. Ừ, tôi thấy rồi. Cô Tư cười hề hề, xem đi, tôi ra mặt là có hiệu quả ngay. Bây giờ tình hình đã thay đổi rồi. Dáng vẻ tranh công của cô hơi trẻ con. Chị Quyên liếc nhìn cô. Anh chỉ liếc thoáng qua rồi vội vàng dời mắt. Để đảm bảo mình không nhìn vào mấy chỗ không nên nhìn. Cố Tư không thấy có gì bất thường, nhân tiện nhồi ra bàn quay đầu nhìn màn hình máy tính. Đúng lúc trên đó có bức ảnh của Cố Tư bị cánh truyền thông bao vây. Cô giảng mỉm cười. Hơn nữa, cô trang điểm nhẹ nhàng trông vừa xinh đẹp lại vừa trong sáng. Nụ cười cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cô Tư rất hài lòng với bức ảnh này. Cô chép miệng xem này, tôi ăn ảnh ghê, thật ra tôi có thể làm minh tinh đó. Chị Quyên không đỡ nổi dáng vẻ mặt dài này mày dạng này. Anh lập tức đứng dậy. Tôi ra ngoài một lát, nếu không cô không có việc gì thì ở đây chờ tôi tan làm. Sau đó chúng ta cùng đi sửa soạn. Tối nay có bữa tiệc, thời gian gấp gáp, thật trùng hợp. Đúng lúc tin tức liên quan đến chị Quyên bùng nổ. Chắc chắn là anh sẽ trở thành nhân vật chính trong bữa tiệc tối nay. Cô Tư nghĩ đi nghĩ lại, đúng là buổi chiều cô không có việc gì, cho nên cô gật đầu. Được thôi, tôi ở đây chờ anh. Chị uống đi ra ngoài, Cố Tư ngồi trong văn phòng. Một lát sau cô chán quá, bèn đứng dậy đi vào phòng nghỉ của chị Quyên. Trong này đã đổi ra giường. Cố Tư cười khẩy. Nhất định là tên cuồng sạch sẽ chị Quyên cảm thấy khó chịu vì cô từng ngủ ở đây một lần, cho nên anh đổi đồ mới. Có điều cô cũng rất muốn làm anh khó chịu.
Cố Tư cởi giày dứt khoát nằm lên giường, còn lăn qua lăn lại. Sau khi lăn qua lăn lại mấy lần, Cố Tư buồn ngủ. Sáng nay cô dậy sớm, cô lập tức kéo chăn của Cố Quyên rồi nhắm mắt lại. Cô mơ màng thiếp đi, mơ màng tỉnh giấc. Cố Tư chậm rãi ngồi dậy, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Bên ngoài có hai người đang nói chuyện, một nam một nữ. Người bên trong vẫn nghe rõ. Cố Tư cười khẩy, thong thả rời giường. Cô đi chân trần đến tủ quần áo bên cạnh. Trong tủ có mấy bộ quần áo của chị Quyên, không có nhiều quần áo lắm, tất cả có cùng phong cách, toàn áo sơ mi và vest. Cô Tư lấy áo sơ mi của chị Quyên, cởi quần áo của mình ra rồi mặc chiếc áo đó vào. Trung tử có gương thử đồ. Cô Tư sơn gương cởi hai cúc áo cổ áo. Trong thế này có cảm giác hơn nhiều. Cô Tư dò rối tóc, sau đó đi ra cửa. Cô nhẹ nhàng mở cửa, còn dụi mắt mang tính tượng trưng. Cô nói: "Chị Quyên, em khát nước. Đồ ăn buổi trưa mặn quá mà chỗ anh không có nước." Tiếng nói bên ngoài lập tức ngưng bặt. Cô Tư híp mắt nhìn tới nhìn lui, chị Quyên vẫn bình tĩnh nhưng sắc mặt tỉ mỉ bên cạnh cũng đã thay đổi mấy lần. Cô Tư hơi hoảng hốt: anh có khách à?" Chị Quyên nhìn chòng chọc: "Đi thay quần áo đi." Cô Tư đáp ồ, nhanh chóng trở lại phòng nghỉ. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô không còn vẻ hoảng hốt. Cô cười hớn hở còn khẽ hát ngâm nga, đồng thời đi thay quần áo. Lúc cô Tư ra ngoài, vẻ mặt tiền Mỹ đã trở lại như thường. Cô ngồi trên sofa, trước mặt có một cốc nước. Trên bàn làm việc của chị Quyên, cũng có một cốc. Cô Tư không hỏi mà lấy cốc nước uống luôn. Đây là cốc của chị Quyên, có lẽ sau khi cô dùng xong, anh lại muốn dứt đi. Cô cười khẩy: "Không sao cả." Cô chẳng quan tâm nhiều. Bây giờ cô đang khó chịu. Thấy tiền Mỹ, cô càng khó chịu hơn. Mà cô khó chịu thì mọi người đừng hòng thoải mái. Chị Quyên vẫn ngồi trên ghế làm việc. Thì Mỹ ngẩng đầu nhìn Cố Tư: "Tôi không ngờ cô cổ đang ở đây." Cố Tư cười khẽ:
Khán giả bất đắc dĩ chú ý xưng hô. Tùy Mị sững người, mỉm cười đáp: "Xin lỗi cô, tôi quên mất." Cô Tư cười rất giả tạo: "Không sao, lâu dần sẽ tốt thôi." Có lẽ bắt Tùy Mị gọi cô Tư là cô chì chẳng khác nào lấy mạng cô ta. Cô Tư đi đến ngồi đối diện với Tiền Mỹ. "Cô Tì, đến đây vì công việc sao?" Tiền Mỹ đáp: "Đúng vậy, sau này tôi tiếp nhận một số khâu liên quan đến việc hợp tác nên đến đây nghiên cứu cụ thể với anh chị." Cô Tư chậm rãi gật đầu còn cảm thán: "Tôi rất hâm mộ." Những người có năng lực như các cô mà vẫn có thể giải quyết rõ ràng rành mạch thật sự là tôi làm được. Tôi không làm được. Thì Mỹ mỉm cười: "Không khó lắm đâu." Cô tôi thở dài: "Hay, với tôi thì khả năng khó đấy." Kiểu người như tôi trời sinh phải được đàn ông nuôi, nhưng may mà tôi tìm được một anh chàng bằng lòng nuôi tôi. Cô nói xem chẳng dễ gì đúng không ha. Cô tôi che miệng cười, giữa chừng cô còn nhướng mày với chị Quyên. Chị Quyên dựa vào ghế nhìn hai người họ, nét mặt không có gì khác thường. Lúc này cô Tư cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cô nói bóng gió như vậy chắc chắn Tiền Mỹ cũng nhận ra, nhưng cô ta nhận ra thì đã sao, cũng chẳng phản bác được. Nhưng cô ta nhận ra đối phương chỉ có thể hùa theo cô, quá đã. Có lẽ do bà chị, nếu chị quen ở bên người phụ nữ khác thì cô vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng Tiền Mỹ thì không được. Những tủ nhục mà cô Tư có chịu khi ở nhà tổ, họ chị đều liên quan đến cái tên Tiền Mỹ. Lần nào bà cha sỉ nhục, bà chị sỉ nhục cô. Cũng lôi Tỳ Mỹ ra so sánh. Vì vậy không thể trách cô. Cô không ưa Tỳ Mỹ đó. Chị Quyên đến với ai cũng được, nhưng Tỳ Mỹ thì không được. Tỳ Mỹ bưng quách trà uống một hớp, không nói câu nào. Dù sao cô ta được dạy dỗ rất tốt, vẫn giữ được bình tĩnh trong tình cảnh lúng túng thế này. So ra thì cô Tư hơi hung hăng, cô Tư không thèm để ý, chỉ cần cô thoải mái là được. Thì Mỹ đến có chuẩn bị. Cô ta mang một số giấy tờ tới. Tất cả đều là yêu cầu chi tiết liên quan đến việc hợp tác. Ngoài ra trong hợp đồng còn có đưa ra một số quyền lợi của nhà họ Tùy. Chị Quyên đi đến ngồi cạnh Cố Tư, lại biến thành anh lúc làm việc. Anh cầm tài liệu đọc tất cả các điều khoản một lượt. Thật ra hợp tác kiểu này khá đơn giản, nhà họ Tùy cũng không có yêu cầu gì quá đáng.
Chị Quyên tìm thấy mấy điều khoản rồi nêu ý kiến của mình. Cố Tư không hiểu gì, cô mù tịt chuyện kinh doanh. Thậm chí cô không biết nghĩa của các chuyên gia ngành thương mại Chị Quyên và Tiền Mỹ nhắc tới. Cố Tư ngồi đó vẫn cầm cốc nước của chị Quyên. Cô nhìn chị Quyên có Tiền Mỹ nói chuyện lẳng lặng mỉm cười. Nhìn đây là sự khác biệt. Chẳng trách ngày nào bà chị cũng bảo cô không bằng Tiền Mỹ, không có thể giúp đỡ chị Quyên. Hai người ngồi cạnh nhau, cô vừa mở miệng đã lộ tẩy. Cô chỉ khoe miệng thôi. Trong khi Tiền Mỹ thật sự có thực lực, điều này khiến cô hết sức khó chịu. Cô Tư uống nước. Cố Tư uống nước, sau đó đặt cốc sát nước sát miệng chị Quyên. Anh uống nước đi. Chị Quyên nhíu mày quay sang nhìn cô. Nhưng Cố Tư không có dễ gây sự, sắc mặt bình thản. Lẽ đây là hành động vô thức, không liên quan gì đến điều gì khác. Chị Quyên mím môi. Mãi lâu sau, nó chạm hờ môi vào rìa cốc. Cố Tư rụt cốc về, bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán. Cô đang làm cho ai khó chịu vậy? Sao lại có cảm thấy người khó chịu nhất là bản thân mình? Cố Tư đặt cốc xuống, nhìn chị Quyên và Tiền Mỹ mãi miết nói chuyện. Cô chậm rãi đứng dậy đi đến bàn làm việc của chị Quyên. Cô tìm kiếm trên máy tính, tìm được các bài đăng liên quan đến chị Quyên. Dạng Phong lại có hành động tung ra một đoạn video. Đó là đoạn video ngắn ghi lại cảnh hôm đó chị Quyên tới tham dự bữa tiệc chó má kia của Dạng Phong. Trong video có rất nhiều người. Hẳn là các quản lý cấp cao của Dạng Phong. Bên cạnh chị Quyên là Tử Thư. Ý nói tối hôm đó cô không đi cùng. Cô Tư nhếch môi. Thật ra hành động này không hề sáng suốt. Đoạn video này được tung ra chứng tỏ đêm đó có camera giám sát quay lại. Vì vậy một khi Dạng Phong bị yêu cầu công khai toàn bộ video, bên đó sẽ rất bị động. Cố Tư lười đọc bình luận. Đoán chừng sẽ có một nhóm người dẫn dắt dư luận. Làm lớn chuyện này trên mạng chỉ khiến người ta chê cười chứ chẳng có giải quyết được vấn đề gì. Tiếp đó, Cố Tư lại đọc tin tức khác, tôi cảm thấy chẳng còn gì để thú vị. Cô vừa đọc về chú ý tình hình của chị Quyên và Tiền Mỹ. Hình như hai người rất chăm chú.
Chị Quyên nghiêm túc cầm tài liệu đang trao đổi với tiền Mỹ về chi tiết hợp đồng. Và điều khoản ràng buộc giữa hai bên. Cô tôi quan sát hồi lâu. Kết quả tề mỹ ngước mắt nhìn cô từ xa. Không thể nói cô ta khiêu khích, nhưng vẻ mặt có phần hơi mỉa mai. Thì Mỹ chỉ nhìn Cố Tư vài giây rồi dời mắt, tiếp tục nở nụ cười nhẹ nhàng với chị Quyên. Chị Quyên không phát hiện chuyện vừa xảy ra, chỉ tập trung đọc tài liệu. Lần này Cố Tư không nổi giận, chị Quyên đang ở đây, thì Mỹ không có hành động thực tế. Nếu cô hành động như lúc ở nhà họ chị thì thành ra cô đối lý. Cố Tư dựa vào lưng ghế, suy nghĩ giây lát rồi lấy điện thoại ra, đang quay phim. Điện thoại ra, cô giả vờ nhìn điện thoại, nhưng camera nhằm thẳng Tỳ Mỹ. Một lát sau, Cố Tư cười giễu cợt, Tỳ Mỹ nhìn cô theo phản xạ có điều kiện. Tất nhiên là chị Quyên cũng nhìn cô, có điều anh biết tính cô, vì vậy anh chỉ liếc nhìn rồi dời mắt. Nhưng Tiền Mỹ vẫn nhìn Cố Tư. Cố Tư dịch điện thoại ra, đồng thời biểu nhượng. Nhưng mà với Tiền Mỹ, dáng vẻ cực kỳ khiêu khích. Sắc mặt Tiền Mỹ vừa lạnh lùng vừa trào phúng. Cô ta nhìn Cố Tư đầy khinh thường, bây giờ cô ta không giả vờ nữa. Thậm chí cô ta còn cười khẩy, nhếch miệng, nhún vai. Kìa. Cố Tư lên tiếng, giọng điệu cứ cười và vô cùng thân thiện, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt. Hai người làm việc chăm chỉ quá, tôi quay video cho hai người nè. Tiền Mỹ sững sờ khi nghe Cố Tư nói vậy. Cố Tư cười khanh khách, gõ ngón tay vào ốp lưng điện thoại. Cô nhắc nhở Tiền Mỹ trong này có video. Tiền Mỹ dỗ dàng dời mắt, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Cô ta được dạy dỗ quá tốt, cảm thấy việc bị người ta nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ lúc nãy rất ảnh hưởng tới tình tưởng của mình. Cố Tư lại cười nhạo lần nữa rồi đặt điện thoại xuống. Chị Quyên hững hờ bảo: anh đang có việc quan trọng, em đừng quậy. Nếu em buồn chán thì có thể ra ngoài tìm Tử Thư nói chuyện. Cố Tư dựa vào lưng vào ghế dương dai. Sau đó dường như cô nghĩ ra chuyện gì đó. Cũng phải, em ở đây không giúp được gì cho hai người, vậy em ra ngoài xem sao.
Cô lững thững đi ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm. Lúc nãy mình thấy chị Cảnh về, còn nói chuyện một lát. Anh ta nói buổi chiều không bận, mình sang chỗ anh ta xem thử. Kỳ Quyên khựng lại nhưng vẫn nhìn tài liệu trong tay. Cô tư qua lưng về phía hai người, khỏe mổ công lên khỏi văn phòng. Kỳ Cảnh đang ở trong văn phòng của mình. Cô tư sang đó, cô không gõ cửa, chỉ len lén mở hé rồi thò đầu vào. Kỳ Cảnh nghe thấy tiếng động bèn nhìn sang. Sau khi nhìn thấy anh ta, cô tư cười khúc khích. Cô hỏi nhỏ, anh có bận không? Kỳ Cảnh suy nghĩ giây lát, không bận. Lúc này cô tư mới đi vào văn phòng. Kỳ Cảnh thu dọn giấy tờ trên bàn. Sao thế? Bên chị Quyên có chuyện gì à? Cô tư đáp, sau đó chắp tay sau lưng đi lên quanh văn phòng của chị Cảnh. Cuối cùng cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô chủ nhà họ Tề đã đến. Nó là bàn chuyện hợp tác, tôi nghe phát chán nên ra ngoài. Cô nói xong còn nở nụ cười. Tôi cảm thấy chỗ anh tốt hơn, chỗ chị Quyên chán chết. Kỳ Cảnh bật cười, chỗ tôi cũng chán, văn phòng nào cũng vậy. Cô tư quay đầu nhìn anh ta, này à, tháng sau tôi mở cửa hàng bánh ngọt, đến lúc đó anh tới tôi sẽ mời anh ăn miễn phí. Kỳ Cảnh bất ngờ, cô sắp mở tiệm ư? Cô tôi gật đầu rất nghiêm túc, tôi chán quá mà, tôi không biết nhiều thứ, chỉ có thể mở cửa hàng nhỏ thôi, không có con đường nào khác. Kỳ Cảnh chăm chú nhìn cô, tôi còn tưởng cô thích ở lì trong nhà. Cô tôi kêu quay quay. Nhất miệng nói không không không, tôi cực cực ghét cái kiểu chơi bời lông bông cả ngày. Trước đây tôi sống cùng ông nội, ngày nào cũng bận tối hay mắt tối mũi. Nhắc đến đề tài này, cô Tư tiện thể kể về cuộc sống của mình ngày trước. Cô không giấu giếm gì, cũng không cảm thấy mất mặt. Vì cuộc sống nghèo nàn khổ trước đây, cô nói chuyện như thường, kể một vài chuyện thú vị, còn cười ngặt nghẽo. Kỳ Cảnh cũng cười theo, anh ta không biết những thứ cố tư kể. Gia giáo nhà họ chị rất nghiêm khắc, trẻ con phải học rất nhiều thứ từ khi còn nhỏ. Không chỉ học ở trường mà còn phải học với gia sư tại nhà. Thời gian mỗi ngày bị sắp xếp kín mít. Làm gì có thời gian ra ngoài chơi. Cô tư đi đến ngồi đối diện với chị Cảnh, chống hai tay lên bàn, gác cầm lên cánh tay. Cô nói thật ra bây giờ tôi vẫn hoài niệm cuộc sống trước đây.
Tuy cuộc sống khổ cực nhưng ngày nào cũng rất vui vẻ. Chị Cảnh nhìn cô Tư, mắt cô tròn xe, con ngươi đang nhanh. Khi cô kể những việc vui, đôi mắt sẽ hết lên. Sau đó khóe miệng cũng cong lên, cuối cùng nụ cười xuất hiện. Chị Cảnh nhớ lại hồi trước, mặc dù anh ta không gặp cô Tư, nhưng vẫn có lần nào gặp cô cũng buồn bã. Tạo ra cảm giác sa sút tinh thần. Nhìn mà khó chịu khác hẳn hiện tại. Cô Tư cười ha hả, tôi nói thật đấy, trên ngọn núi kia ở chỗ chúng tôi có rất nhiều con vật. Người bình thường vẫn có thể thấy chúng ở sở thú, nhưng chúng tôi gặp thường xuyên. Cô ngẩng đầu, gãi cằm, ôi chao, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy chúng, khi nào có thời gian phải về xem mới được. Chị Cảnh nhìn thấy Cổ Tư. Tay cô không trắng trẻo mịn màng mà hơi thô ráp. Mặc dù hơn 1 năm nay cô đã chăm sóc tốt hơn nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là đôi bàn tay lao động. Bây giờ đôi tay ấy sạch sẽ trống trơn. Chị Cảnh nhíu mày, sao không cô không đeo nhẫn cưới? Cô Tư sửng sốt, cô còn đang liên thiên kể chuyện của mình. Kết quả một câu nói của chị Cảnh lập tức đánh tan những hình ảnh trong đầu cô. Lúc đầu cô Tư hơi ngơ ngác, gì cơ? Chị Cảnh chỉ vào tay cô, sao không đeo nhẫn cưới? Cô Tư cúi đầu nhìn ngón tay mình, thật ra cô đã tháo nhẫn cưới khi ký hợp đồng ly hôn. Ban đầu ở góc ngón tay còn có thể vết hằn trắng. Nhưng thời gian qua đi, vết hằn kia cũng đã biến mất. Cô Tư nói, à, mỉm cười bất đắc dĩ, vẫn không vừa tay, đeo không thoải mái. Cô ngẩng đầu nhìn về Cảnh, nhếch môi nói, lúc đó mẹ chồng tôi chọn nhẫn cho, thật sự là không vừa. Trước đây tôi ngại nói, cứ đeo thôi, nhưng không vừa là không vừa, không thể cố đeo, nếu không người khó chịu và bản thân mình, vì vậy tôi tháo ra. Không biết cô đang giải thích về chiếc nhẫn hay đang nói về chính mình. Nhưng cô cũng nói thật, chiếc nhẫn đó đúng là bà chị chọn cho cô. Lúc ấy chị Quyên nói mình bận rộn công việc, anh không nhúng tay vào việc chọn giấy cưới và nhẫn cưới. Cô Tư lại nhớ tới chuyện chụp ảnh cưới. Ban đầu chị Quyên muốn ghép ảnh cưới, nếu không phải làm bộ làm tịch cho ông nội xem thì anh chẳng có muốn đi chụp. Trước kia cô Tư không nghĩ nhiều. Bây giờ nhớ lại, cô cảm thấy nực cười. Nếu có thể thì e là anh còn muốn tìm người tham gia đám cưới kết hôn thay anh. Sao trước đây cô lại sống những ngày tháng khiến người ta thương hại thế vậy? Chị Cảnh ô lên, nhưng tình hình hiện nay thì khá đặc biệt, nếu có người khác nhìn thấy sẽ đồn đại linh tinh. Cô Tư hoảng hốt, bây giờ cô mới nghĩ tới chuyện này. Đúng vậy, hiện giờ tên khốn Kỳ Quyên đang gặp rắc rối. Cô còn phải phối hợp với anh đủ kiểu. Cô Tư chớp mắt giọng điệu tinh nghịch. Giờ hay tôi có cơ hội, hôm nào tôi bảo chị Quyên mua cho mình cái khác, lần này tôi phải tự chọn thật kỹ. Chị Cảnh mỉm cười không lên tiếng.
Cô tôi không quấy rầy anh ta nữa. Sau một hồi trò chuyện thân thiết, Kỳ Cảnh bắt đầu làm việc của mình. Cô tôi không ngại một mình ngắm nghía khắp văn phòng. Sau đó cô ngồi xuống sofa cầm điện thoại chơi game. Ban đầu cô ngồi nghiêm chỉnh, sau đó không chịu nổi nữa. Cô bạn cởi giày ngồi xếp bằng trên sofa, tư thế vô cùng tùy ý. Kỳ Cảnh đọc và phê duyệt mấy bản tài liệu xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô Tư đang cười hì hì nhìn điện thoại. Âm thanh trò chơi rất nhỏ, nhưng anh ta vẫn nghe thấy lo. Dường như chuyện này đã phần nào chứng minh tin đồn kia là sự thật. Có điều cố Tư đánh bà Trì vậy mà bà ta vẫn chưa làm ầm lên, điều này hơi vô lý. Kỳ Cảnh bất giác nhíu mày. Anh ta biết rõ tính tình của bác cả, bà Trì không chịu thiệt bao giờ. Bao nhiêu năm nay ngay cả chị Trúc cũng ôn tồn nói chuyện với bà ta. Từ trước tới giờ cố Tư toàn bị bà ta bắt nạt. Đột nhiên cô đánh bà ta, làm gì có chuyện bà ta không làm ầm lên. Kỳ Cảnh liếm hàm răng, nhìn cô Tư với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ngày càng rõ ràng. Cô Tư không biết gì cả, vẫn nhìn màn hình điện thoại cười khanh khách. Lúc cô quyên tới, hình ảnh ấy lọt vào mắt anh. Cô Tư ngồi xếp bằng trên sofa trong văn phòng. Kỳ Cảnh ngồi sau bàn làm việc chăm chú nhìn cô Tư. Ai cũng bận rộn vậy mà anh ta không xem tài liệu. Kỳ Cảnh khoanh tay hình như còn cười nhẹ. Chị Quyên đi qua đẩy cửa đứng đó cố Tư. Giọng anh hơi to. Cố Tư giật bắn người kêu á một tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ bất ngờ. Sao anh lại tới đây? Tìm Chị Cảnh có việc gì ạ? Chị Quyên nhìn Chị Cảnh. Chị Cảnh ngồi tựa vào ghế ung dung nhìn anh. Anh ta còn mang tâm thể xem trò vui. Chị Quyên hạ giọng. Không phải, tôi qua tìm cô về đi. Cô Tư vẫn chưa chơi xong. Cô tiếp tục cúi đầu xem điện thoại. Cô Tì đi rồi ạ. Đi rồi, chị Quyên nói. Sau đó hình như hơi nôn nóng nên anh đi thẳng tới túm cổ tay cố Tư, kéo cô dậy khỏi ghế sofa. Cố Tư la lên, chờ chút, tôi còn chưa đi giày. Giày của tôi, hay da, chị Quyên, anh đúng là. Sau đó có lẽ cô định chửi thề nhưng biết không trùng hợp nên dỗ im bặt. Cô rút mạnh tay về. Tôi đi giày đã, anh sốt ruột như vậy làm gì? Chị Quyên nhíu mày, không phải anh sốt ruột mà là anh không muốn những người khác của nhà họ chị sang đây rồi nhìn thấy cố Tư.
Tới ngoài mặt người nhà họ chị không có tỏ vẻ gì, nhưng lòng dạ vô cùng giáo hoạt. Anh không muốn người khác nhìn thấy Cố Tư và chị Cảnh qua lại thân thiết với nhau. Chị Quyên đứng tại chỗ, chờ Cố Tư đi về xong mới mở miệng, đi thôi. Cố Tư đi theo chị Quyên ra khỏi văn phòng, chị Cảnh. Đi tới cửa, cô không quên quay đầu nhìn chị Cảnh. Tôi đi đây, bao giờ tôi khai trương cửa hàng thì mấy anh nhất định phải đi nhé, tôi mời anh. Chị Cảnh nhếch môi, được. Chị Quyên lạnh lùng ra khỏi văn phòng chị Cảnh, chờ cô ấy hành lang. Sau khi ra ngoài, Cố Tư nhìn chị Quyên mấy lần. Cô hơi bất ngờ, nhỏ giọng nói. Vừa rồi, anh sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện gì không? Chị Quyên không nói gì. Cố Tư bèn suy đoán, có phải video xuất hiện trên mạng khiến anh khó chịu không? Ây, không đến mức đó chứ, chỉ là một video có mấy ngàn giây thôi mà, đâu nói lên được gì. Nhà họ chị các anh lắm tiền, thuê đám thủy quân spam bên dưới bảo bọn họ tung video đầy đủ ra, tôi bảo đảm với anh, bọn họ im re luôn. Chị Quân vẫn lạnh lùng không nói gì. Cơ mặt anh không hề giãn ra. Cố Tư không thèm nhìn chị Quyên. Chẹp miệng đổi chủ đề. Nhưng sao cô tìm đi nhanh vậy? Không đúng, tôi nghĩ hai người phải nói chuyện đến lúc tan làm cơ. Nói xong cô bật cười. Nhưng quan nãy thấy cảnh anh và cô Tùy làm việc với nhau, tôi thật sự cô chật hai tiếng rồi không nói gì nữa. Chị Quyên sải bước không quan tâm Cố Tư lẩm bẩm gì bên cạnh. Anh đi vào văn phòng, Cố Tư cũng ung dung đi vào theo. Vào cửa cô đã thấy cốc nước của chị Quyên đặt trên bàn trà cạnh ghế sofa, là vị trí cô vừa đặt. Chắc chị Quyên còn chưa động vào. Cố Tư đi đến mức cầm cốc nước rồi mang đến chỗ thùng rác ném vào. Chị Quyên sững người nếu mà nhìn Cố Tư. Cố Tư cười nhăn nhở, tôi dùng mất rồi. Hai chúng ta cùng chung một cốc không ổn đâu. Hôm nào tôi đền cái khác cho anh. Chị Nguyễn không hề giãn lông mày, nhìn anh có vẻ không được vui cho lắm. Cố Tư thèm mà để ý đến chị Nguyễn có vui hay không, mặc dù lúc trước cô rất để ý. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn quan tâm mình có vui hay không thôi. Cố Tư thoát khỏi trò chơi trên điện thoại. Cô tiện tay ném điện thoại sang một bên. Cô nói với chị Quyên. Còn một lúc nữa mới tan làm, anh gọi tôi về làm gì? Tôi ở đây chẳng phải quấy rầy anh làm việc sao? Lúc lâu sau chị Quyên mới mở miệng, cho nên cô đừng tạo ra âm thanh gì cả. Cô Tư trợn mắt, tôi là người sống làm sao không tạo ra âm thanh được. Chị Quyên không nói gì. Ngồi sau bàn làm việc mở tài liệu ra nhưng anh không lập trung đọc được.
Tôi nhìn xung quanh rồi đi đến bên cửa sổ. Cô tự dựa vào quẹt cửa sổ, cúi đầu nhìn ngón tay mình. Thật sự đơn điệu quá. Thiếu thứ gì đó tô điểm. Chiếc nhẫn kim cương trước kia có viên kim cương rất lớn, đeo vào không tiện. Chẳng qua khi đó cô cố chấp nghĩ rằng đeo thứ đó vào một số người sẽ thuộc về cô. Cô đã quá ngây thơ, quá ngu ngốc. Sau đó cô tư ở trong văn phòng chị Quyên suốt. Lần này cô nghe lời, im lặng từ đầu đến cuối. Nhưng chị Quyên vẫn hơi bất tự nhiên. Cô Tư không có hành động gì. Nhiều lần anh muốn ngẩng đầu nhìn xem cô còn có trong văn phòng không. Cô Tư vẫn đứng trước cửa sổ. Ban đầu ngắm tay, sau đó nhìn ra bên ngoài. Thật ra từng cao như vậy hoàn toàn không thấy rõ phong cảnh bên ngoài. Chị Quyên nhìn Cố Tư hai lần. Cô không nói câu nào, vẻ mặt không một chút biểu cảm. Có phần giống như trước kia. Cảm giác tồn tại của cô cực thấp. Có đôi khi hai người sống chung mà như anh không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Chị Yến bối rối trong lòng, vào lấy tài liệu đã bàn bạc với tỉ mỉ ra xem lại. Anh xem đến tận lúc tan làm. Chị Quyên còn phải dẫn Cố Tư đi tiệc tối. Vừa tan làm anh liền dẫn Cố Tư rời khỏi công ty. Lễ phục ở trên xe, hai người đến chỗ nhà thiết kế. Bên đó đã chờ sẵn. Người đàn ông mặc áo nhà sư đã đứng trước bàn trang điểm chờ Cố Tư. Cố Tư ngồi xuống, bên tay dang lên tiếng chuỗi chàng hạt kêu định đang. Lần này chắc chắn là thuần thục hơn lần trước, tốn ít thời gian hơn. Tạo hình xong, Cố Tư đi thay giày và quần áo. Lúc cô đi ra nhà thiết kế, ban nãy cầm khay đi tới. Trên khay là một bộ dây chuyền, khuyên tai, nhẫn và lắc tay, vô cùng lấp lánh. Cố Tư sững sờ, đây là... Nhà thiết kế cười, à, quên chọn riêng cho cô đấy, đeo lên thử xem nào. Phải rồi, Cố Tư chợt nhớ ra, mấy sự kiện kiểu này tuy có chủ đề rõ ràng. Người phụ nữ đến đó luôn ganh đua sắc đẹp. Giá cả của đồ trang sức lễ phục cũng là thứ để bọn họ ganh đua với nhau. Bây giờ cô đại diện cho thể diện của chị Quyên tham dự nên dĩ nhiên không thể giản đơn. Cố Tư cầm lên đeo, nhà thiết kế gật đầu, hợp với bộ lễ phục này lắm. Chị Quyên cũng tạo hình đơn giản. Tạo hình của người đàn ông đơn giản hơn phụ nữ, chỉ cần chỉnh lại kiểu tóc sau đó thay quần áo.
chị Quyên, vẫn là chị Quyên, vô cùng quý phái. Khi cô Tư đi qua, chị Quyên đang gọi điện thoại. Thấy cô Tư tới, anh cúp máy, đi thôi, bên kia đã bắt đầu rồi. Thật ra vẫn chưa muộn, nhưng không ngờ bên đó bắt đầu sớm như vậy. Cô Tư và chị Quyên ra khỏi nhà, tài xế đã chờ ở bên ngoài. Cũng đúng, sự kiện như tiệc tối nay nói chuyện với nhau cần phải uống rượu. Chị Quyên và Cố Tư ngồi vào ghế sau. Cố Tư tựa vào cửa sổ xe. Tôi chưa từng tham gia tiệc tối, không biết nó sẽ như thế nào nữa. Trước giờ hoạt động lớn nhất mà cô từng tham gia chính là đám cưới của cô. Cả quá trình cô cứ ngơ ngác không biết nên làm gì. Thật ra trước đám cưới cô chỉ cảm thấy thân phận của mình không xứng với chị Quyên, nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đám cưới đó như một chiếc gương chiếu yêu. Cuối cùng cô cũng biết địa vị gia đình ảnh hưởng đến một người như thế nào, tầm nhìn của một người, năng lực phản ứng của một người cũng sẽ thay đổi theo. Cô không có nhiều trải nghiệm cho nên lập tức để lộ vẻ nhát gan và tự ti trong sự kiện kiểu này. Chị Quyên tựa lưng vào ghế, bình thường cô như nào thì đến đó cũng cứ như vậy, bên đó rất nhiều người sẽ không có ai chú ý đến cô đâu. Cô Tư cười, lúc trước có vẻ là vậy. Nhưng anh Trì à, phải anh quên mất bây giờ tin tức về anh đang nổi lắm không? Anh nghĩ những người đó sẽ không chú ý đến anh và tôi à? Trì Quyên quay đầu liếc nhìn Cố Tư, thấy cô sợ à? Cố Tư chớp mắt, không sợ. Đây là lời nói thật. Nếu là lúc trước chắc chắn cô sẽ sợ. Chủ yếu là sợ mình có hành động gì không ổn, gây thêm phiền phức cho chị Quyên. Nhưng bây giờ cô không sợ nữa, tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Bây giờ cô và chị Quyên có quan hệ hợp tác, dù cô có gây nhiều phiền phức cũng là do chị Quyên tự tìm. Hợp tác làm ăn luôn có sự mạo hiểm mà. Đâu để chỉ hưởng thụ lợi ích mà không đánh đổi được. Xe chậm rãi đi vào khách sạn tổ chức tiệc tối. Khách sạn rất lớn, bên cửa còn bày lãng hoa trải thảm đỏ.